Chào mừng quý vị đến với bài 2 của chương trình thầy giáo. Bài 2 này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau là cái sự phát triển của thai nhi như thế nào, để lý giải là tại sao thai nhi có thể học được, tại sao chúng ta có thể dạy thai nhi những bài học trong cuộc sống để thai nhi phát triển toàn diện. Thì có thể nói thai nhi học được là nhờ cái sự phát triển kỳ diệu của thai nhi, đặc biệt là cái sự phát triển của não bộ. Tôi sẽ xin đi sơ lược cái sự phát triển của thai nhi trong từng tháng để các quý vị có thể biết được điều này. Thứ nhất, đó tháng 1 thì hệ thần kinh của thai nhi hình thành. Tháng 2 thì thai nhi đã có xúc giác, có cảm giác, còn biết vận động. Tháng 3 thì thai nhi đã làm con người hoàn chỉnh rồi, thậm chí là thai nhi có thể bút tay ở trong giai đoạn này. Tháng thứ 4 thì thai nhi có khả năng nghe được, có thể phân biệt được giọng nói của bố và mẹ và những âm thanh xung quanh. Tháng 5 thì thai nhi có thể có phản xạ về ánh sáng, và trong vỏ não thì có xuất hiện những cái nếp gấp hỗ trợ cho bộ nhớ và ý thức của bé sau này. Đến tháng thứ 6 thì thai nhi có thể ngửi được, có thể vận động nhiều hơn. Đến tháng thứ 7 thì bộ não của thai nhi phát triển tế bào thần kinh gần giống với người trưởng thành. Thai nhi có khả năng phát âm. Chúng ta biết là những em bé sinh non ở tháng thứ 7, em bé nếu được chăm sóc tốt vẫn có thể phát triển trở thành một đứa trẻ bình thường. Tháng thứ 8 thì trẻ có thể phân biệt được các âm thanh rõ ràng hơn, cảm nhận được xúc giác rõ ràng hơn và có phản ứng lại nếu mà có cái tác động ở bên ngoài. Đặc biệt là trẻ, cái khả năng vị giác của trẻ, khả năng cảm nhận được những mùi vị thức ăn của mẹ rõ ràng hơn ở giai đoạn 8 tháng. Đến tháng 9 thì em bé đã là một em bé hoàn hảo, đầy đủ các chức năng của cơ thể, các bộ phận trong cơ thể cũng phát triển hoàn hảo và chỉ còn đợi ngày để em bé ra đời mà thôi. Tôi xin trích dẫn hai quan điểm của hai nhà khoa học để chúng ta chia sẻ thêm những hiểu biết của chúng ta về sự phát triển kỳ diệu của não của thai nhi và ảnh hưởng của nó như thế nào đến cái sự phát triển về thể chất, tinh thần và cảm xúc của trẻ. Thứ nhất là quan điểm của tiến sĩ tâm lý Thomas Verney, người có viết một cuốn sách rất là hay, đó là Bí mật sự sống của thai nhi. Ông đã viết: ngay từ phút giây được thụ thai, những kinh nghiệm từ trong tử cung của thai nhi sẽ quy định cái cấu trúc của não bộ, đặt nền móng cho cá tính và khí chất cũng như năng lực tư duy của mỗi chúng ta về sau. Vì vậy mà những phút giây đầu tiên của thai nhi đã là quyết định đến cái sự phát triển của trẻ sau này. Quan điểm thứ hai của tiến sĩ Manish Joshi, tác giả cuốn Tìm lại chính mình, ông đã có đoạn phân tích như sau: người mẹ là hiện thân của cửa ngõ cuộc đời. Trước khi chào đời, chúng ta đã trải nghiệm về thế giới và cảm xúc của mẹ ta. Có giả thuyết cho rằng những ý nghĩ và cảm xúc của người mẹ trong khi mang thai khắc vào tinh thần của đứa con chưa chào đời sâu đến mức chúng có thể tồn tại suốt cuộc đời của đứa con. Nếu trong quá trình phát triển, đứa trẻ ở trong bụng mẹ cảm thấy không an toàn, thì nó sẽ hình thành một dự đoán vô thức rằng thế giới mà nó sắp chào đời cũng giống như thế giới mà nó trải nghiệm ở trong bụng mẹ. Đứa trẻ được hướng tới một tính cách nhất định trong cách nó hiểu người khác, hiểu cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta ở thế giới bên ngoài có thể khó khăn hơn nếu trải nghiệm trong bụng mẹ của chúng ta không phải là đến thói quen nhìn thế giới của thai nhi sau này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kỹ hơn về sự phát triển của bộ não của thai nhi trong suốt thời kỳ mang thai. Vào tuần thứ 8 đến tuần thứ 19 thì các tế bào não phân chia rất nhanh. Tính trung bình có khoảng mỗi phút có khoảng 250.000 tế bào thần kinh được hình thành. Và ở trong giai đoạn này cũng là hình thành các cơ quan, các cấu trúc cơ bản của việc giao tiếp như là tai, như là miệng, cơ mặt, tay và chân. Tuần thứ 6 thì đã hình thành ống tai. Tuần thứ 7, tuần thứ 8 thì thai nhi đã có những cử động đầu tiên, dù cho là người mẹ chưa cảm nhận được nhưng thai nhi đã có những cử động toàn thân. Tuần thứ 10 thì thai nhi cử động chân tay. Tuần thứ 14 thì cả cơ thể của bé khá là nhạy cảm khi mà có những cái tương tác xúc giác trên da. não trong giai đoạn này đã được phân chia thành những khu vực cụ thể để phát triển từng giác quan, chức năng cho từng giác quan. Tuần thứ 19 đến tuần thứ 21 thì hình thành thính giác. Vào tuần thứ 20 thì người mẹ đã cảm nhận được thai máy. Tuần thứ 25 thì bé lắng nghe và phản ứng với những âm thanh bên ngoài bằng cách là đá hay là xoay vòng. Chúng ta hãy xem clip em bé đã đá như thế nào cho bố mẹ khi nghe nhạc. This. It's in Italian. You won't understand it. Watch the fetus. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Non urlare! Insomma, basta! Quando un bambino. Tuần thứ 26 thì bé có cái phản xạ giật mình. Nhất là khi bé nghe thấy những cái âm thanh không có được êm tai, nó là âm thanh chói tai, âm thanh cãi nhau, thì bé sẽ có những cái phản ứng như là đợt giật mình cho bố mẹ. Đến tháng thứ 6 thì trẻ đã phát triển cảm xúc, trẻ có những trạng thái cảm xúc mà qua siêu âm 3D, 4D đã chụp lại được. Chúng ta hãy xem clip em bé đang cười cho bố mẹ như thế nào. By 26 weeks, the eyes produce tears. The pupils respond to light as early as 27 weeks. This response regulates the amount of light reaching the retina. Tuần thứ 27 đến 32 thì bé có thể mở mắt, nháy mắt và cảm thấy ánh sáng ở bên ngoài chiếu qua bụng mẹ. Tuần thứ 30 bé có thể nghe và nhớ lại những âm thanh ngắn. Tuần thứ 38 thì cử động của bé chậm hơn do bụng mẹ đã khá là chật chội với thai nhi rồi. Và tuần tiếp theo thì thai nhi sẽ phát triển, những giai đoạn tiếp theo thì thai nhi sẽ phát triển tiếp tục về cảm xúc trong bụng mẹ. Chúng ta vừa chia sẻ với nhau về sự phát triển rất là kỳ diệu của em bé trong từng tháng, trong từng tuần của thai kỳ, để chúng ta thấy là trong giai đoạn mang thai tại sao nó lại vô cùng quan trọng như thế. Em bé có khả năng học hỏi rất là nhanh mọi thứ ở bên ngoài qua sự tác động 5 giác quan của mẹ và bé. Chúng ta dự đoán xem là trong 280 ngày sự phát triển của thai nhi nó có thể so sánh với bằng bao nhiêu năm ở ngoài đời. Cái thời gian mang bầu vô cùng quan trọng, nên vì thế mà kể cả kinh nghiệm dân gian cũng như là kinh nghiệm về mặt khoa học thì họ đều rất coi trọng với từ sinh con đủ ngày đủ tháng. Chúng ta cần hết sức tránh những cái nguy cơ làm cho trẻ bị sinh non. Một ngày trong bụng mẹ vô cùng giá trị, giúp trẻ phát triển hoàn thiện về tất cả các chức năng của não bộ cũng như là các chức năng của cơ thể. Vì thế mà chúng ta giữ gìn cho em bé để em bé được sinh đủ ngày đủ tháng. Đấy là chúng ta đang cho con chúng ta một cái cơ hội để có được một cái cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và có cơ hội phát triển toàn diện về sau trong cái quá trình chúng ta nuôi dạy bé.